sẽ tìm hiểu về nghịch phách và đạo phách. Nghịch phách, hình phách là chúng ta thấy là hình thức nhịp nó sẽ đi từ cái bắt đầu trước cái nốt nhạc nó có một cái dấu lặng thì chúng ta sẽ đi lên nghịch phách. Các bạn để ý cái đó. Hoặc là nếu mà dấu lặng ở đây thì nhịp sẽ bắt đầu từ cái phách thứ ba thì chúng ta gọi là nghịch phách các bạn. Nghịch phách là thường hợp đi. Có, chúng ta nhìn thấy có những cái nốt nhạc mà có dấu chấm, chấm dôi. Chúng ta nghe một nốt nhảy thì cũng đó cũng là nghịch phách các bạn, đó là nghịch phách. Cái thường nghịch phách thì làm cho nó có vẻ nó cái bài nhạc nó nhún nhảy hơn. Chẳng hạn như chúng ta coi trong cái bài nhạc, trong cái bài cuốn 1 organ nó có cái bài 500 dặm, chúng ta thấy vậy. Ví dụ ta thấy nó đầu là sòn đô mi, các bạn thấy là nó chấm đây thì cái nốt thứ sau là nghịch phách. Sòn đô mi mi rê đô mi hai rê đô rê hai, cái nốt này sẽ lên từ cái phách nhảy, lên từ cái dãy nhảy lên. Chúng ta thấy là phách đầu, phách thứ nhì thì nó sẽ vô cái phần, nó lên cái phần yếu của phách yếu. Đó là phần nghịch đạo phách, là sự ngân dài từ phách mạnh cái sang phách yếu và ngược lại. Chẳng hạn chúng ta thấy này, trong đây là có hai hình thức đạo phách liên ba nốt đen và hình thức nốt như vậy gọi là đạo phách. Tức là chúng ta thấy liên ba nốt đen thì diễn tả bằng hai phách. Chúng ta thấy là đô mì mì, chẳng hạn như cái nốt này chúng ta thấy là sự ngân dài, ngân dài từ phách mạnh sang phách nhẹ và ngược lại. Trong đây chúng ta thấy là nốt đô, nốt mí này, nốt mí này nó sẽ ngân dài từ cái phách 1 sẽ qua phần phách 2. Tức là ta thấy là trong cái này nó có hai phách, phách đầu chúng ta đạp xuống, phách thứ nhì chúng ta nhở lên, phách thứ ba ta đạp xuống, phách thứ tư ta nhở lên. Thì ta thấy rằng là cái phần này đó thì nó sẽ ngân dài từ cái phần yếu của phách, phách mạnh vừa và ngân dài sang phần mạnh của phách yếu, thì chúng ta gọi là đạo phách. Chẳng hạn chúng ta thấy hình thức mà nó trắng cũng là hình thức đạo phách, tại vì nó bao gồm gồm hai tổ hợp nốt đen. Chẳng hạn như trong đây chúng ta thấy rằng là phách mạnh nốt đầu, phách nhì phách yếu, thì hai phách này cộng lại thì nó cũng là ngân dài. Vậy thì nó tròn cũng là hình thức của đạo phách. Chúng ta trở lại là thí dụ như trong nhịp 4-4 thì chúng ta thấy trong nhịp 4-4 thì có 4 phách, mỗi ô nhịp nó có 4 phách, mỗi phách tương đương với một nốt đen. Hay là mỗi phách nó sẽ tương đương với nốt đen, hay là bằng một nốt đen, vân vân. Phách đầu là phách mạnh, phách thứ nhì là phách yếu, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách thứ tư là phách yếu, cứ như thế. Chúng ta thấy đây là phách, phách một là phách mạnh, phách yếu, phách mạnh vừa, phách yếu. Và người ta còn chia ra rất là rõ, tức là chia ra tới mốc đơn, tức là phần một, phách một nó sẽ chia làm hai phách, phách hai chia làm hai, hai cái mốc đơn thì chia ra thì chia làm phần. Chẳng hạn như là cái phần đạp xuống cái nốt đồ này gọi là phần mạnh của phách mạnh, và phần dở lên đây là phần yếu của phách yếu. Nhịp thứ hai, phần mạnh của phách yếu và phần yếu của phách yếu. Phách thứ ba, phần mạnh của phách mạnh vừa và phần yếu của phách mạnh vừa. Và phách thứ tư, phần mạnh của phách yếu và phần yếu của phách yếu. Chúng ta sẽ chia ra như vậy. Vậy thì trong nhịp 4-4, nhịp 2-4 và nhịp 4-4 chúng ta thấy đây là nhịp 2-4. Nhịp 2-4 thì chúng ta chia làm hai phách, phách đầu là phách mạnh, phách thứ nhì là phách yếu. Đây là cũng là nó tổ hợp là đạo phách, tại hai phách gồm. Trong nhịp 3-4 thì chúng ta thấy có ba phách, phách đầu là phách mạnh, hai phách sau là phách yếu. Và chúng ta tại sao chúng ta phải chia phách mạnh phách yếu như vậy? Tức là chia như vậy chúng ta biết rằng hợp âm luôn luôn đặt trên cái phách mạnh. Chẳng hạn như nhịp 2-4 thì hợp âm sẽ đặt trên phách mạnh, riêng cả hợp âm sẽ đặt trên phách mạnh và phách mạnh vừa, tùy theo điệu các bạn. Có những cái điệu mà trong nhịp 4-4 chúng ta thấy điệu xì lô róc thì hợp âm sẽ đặt được hai trên hai phách, phách mạnh và phách mạnh vừa, trong khi điệu bolero chúng ta sẽ đặt có một phách, hợp âm đặt có một khuôn thôi, trên phách mạnh thôi. Những điệu như bolero, cha cha cha, đó là ballad, vân vân, thì chúng ta chỉ đặt trên một hộp âm, trên một phách này thôi. Còn nếu mà trong trường hợp mà một hộp âm, một hộp
một khuôn nhạc mà nó có hai hợp âm thì chúng ta gọi là đánh gãy, tức là chúng ta phải đánh rất là khó. Chúng ta phải lưu ý mình đứt đó. Chúng ta sẽ tùy theo, tức là cái nhịp đó là cái điệu nhịp kép hay là nhịp đen. Chúng ta thấy đây là cái hình thức mà chúng ta thấy rằng là hình thức đảo phách liên hoàn. Đảo phách liên hoàn là gì? Tức là nó sẽ đảo phách liên tục. Chẳng hạn như đây cái bài này của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, ta thấy nè: giữa đám đông xa lạ. Chúng ta thấy nè ha, bắt đầu đảo phách từ cái nó chữ nó pha thăng này các bạn, lên nó son cũng là đảo phách, rồi đến mi này cũng là đảo phách, nó gọi là đảo phách liên hoàn. Thấy không? Chúng ta thấy giữa đám đông xa lạ, chúng thấy đấy là nó sẽ nó đảo phách từ đây là nó đảo phách nè, cái nó pha nó son nó mi, ta gọi là thức đảo phách liên hoàn. Để tưởng tượng cái đảo phách này chúng ta phải rất là kỹ, tại vì nó rất là khó. Chúng ta phải học theo cái đó, học theo cái cách tưởng tượng của cái lúc mà dễ nhịp. Chẳng hạn như này, chúng ta sướng một âm một bài, chúng ta phải tính toán nó giống như là một cái con toán số vậy các bạn. Ví dụ ta tính này là hai phách, giữa cái điểm hai, đam đông xa là tìm em, cái này là đảo phách. Vặn theo tiếng, thấy không? Vặn là ta đạp xuống, đạp xuống là chữ vặn, lên là theo, và đạp xuống nữa là chúng ta thấy có đạo phách. Nó xin dễ như thế này, tức là chúng ta đạp xuống, vặn là đạp xuống, thì nó chúng ta thấy nó lên, rồi chúng ta xuống nữa, và sau đó chúng ta lên. Như vậy thì cái nốt mà nó theo á này sẽ nổi lên ha. Vặn theo thì đây là đạo phách. Tìm em vâng theo tiếng, tức là nó sẽ ngân dài. Đây là phách thứ nhất, phách thứ nhì, phách thứ ba, tức là phách yếu, phách mạnh vừa, thì nó sẽ ngân từ phần yếu của phách mạnh vừa sang phần mạnh của phách yếu đó. Đây là đạo phách. Tìm em vâng theo tiếng hát, đó là hình thức đảo rồi các bạn. Nhịp 6-8 là rất là khó. Nhịp 6-8 này thì nó có thể là nó mỗi ô nhịp nó có hai phách, mỗi phách là một đen chấm, hoặc là mỗi ô nhịp có sáu nốt móc, tôi gọi là 6-8. Cái này nó rất là khó. Như vậy thì khi gặp nhịp 6-8 chúng ta sẽ rơi vào ba trường hợp: một là xì nâu róc, hai là điệu van, và thứ ba là điệu phọc. Ví dụ như bài Phượng Hồng là 6-8 là xì nâu róc, thì mỗi cái nhịp của nó là hai nhịp, mỗi nhịp một đen chấm. Còn cái bài Làng Tôi đó thì chúng ta đó có 6 móc đơn thì nó ra điệu van. Còn cái bài Tiểu Đoàn 307 á thì nó lại là cứ một đen một móc, một đen một móc thì nó là rớt vào cái điệu xì lục phọc. Thành ra cái nhịp 6-8 này rất là khó. Các bạn lưu ý cái này để chúng ta đánh cho đúng hơn. Chúng ta sẽ đến tìm hiểu cái bài là nhìn cái bài nhạc để chúng ta biết thế nào nó là điệu gì, và đánh theo cái tức là nhìn một cái tiết tấu bài nhạc thì chúng ta sẽ biết cái bài nhạc đó là điệu gì, hoặc là nghe bài nhạc đó chúng ta biết cái bài đó.